Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ 10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Sáng ngày 16 tháng 12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Cao Bằng phối hợp Hội hữu nghị Việt Trung tỉnh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Cao Bằng trong chiến dịch Thập vạn Đại Sơn năm 1949. Dự hội thảo có đồng chí Lê Hải Hòa, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thượng tướng Bế Xuân Trường, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Đàm Đình Trại, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trình bày tham luận tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích đánh giá về chiến dịch Thập vạn Đại Sơn vào năm 1949, khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chưa ra đời, trên cơ sở đề nghị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng ta giao nhiệm vụ cho một số đơn vị quân đội ta vượt biên giới Đông Bắc, phối hợp với một số đơn vị nước bạn mở chiến dịch Thập vạn Đại Sơn, hay còn gọi là chiến dịch Biên Quế, Việt Quế, giải phóng một số vùng rộng lớn dọc biên giới Việt Trung, từ Long Châu, Đại Tân đến Đông Hưng, phòng thành thông ra biển. Trong chiến dịch quốc tế này, Cao Bằng là một hướng quân tiến quân chủ yếu và quan trọng, cũng là một hậu phương đắc lực của chiến dịch. Đây là nhiệm vụ quốc tế đầu tiên giúp nước bạn kết thúc thắng lợi trên cả mặt quân sự và chính trị. Hội thảo góp phần nhìn nhận đánh giá một cách toàn diện sâu sắc về tầm vóc nguyên nhân ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến dịch Thập vạn Đại Sơn năm 1949. Đây là đề tài có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định tinh thần quốc tế vô sản của Đảng ta và Bác Hồ kính yêu, tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tại xã Quang Thành, Nguyên Bình, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Trúc Tây Bắc phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh vừa tổ chức hội nghị trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các sản phẩm từ trúc. Với chiến lược phát triển sản xuất theo hướng chế biến sâu để nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Trúc Tây Bắc đã mở rộng thu mua nguyên vật liệu trúc từ các huyện trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất chế biến các sản phẩm từ trúc, Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến lâm sản Tây Bắc đã xây dựng nhiều mô hình giới thiệu sản phẩm, thu hút các tổ chức cá nhân đến tham quan, học hỏi. Sau khi đưa vào hoạt động, dự án đã góp phần đem lại hiệu quả kinh tế xã hội cho địa phương, thúc đẩy phát triển chế biến ngành công nghiệp sản xuất lâm sản. Qua đó, tạo việc làm, bao tiêu sản phẩm, thu nhập ổn định cho hàng trăm nông dân trên địa bàn huyện. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị hiệp đồng với các đơn vị nhận quân gồm Sư đoàn Bộ binh 346, Lữ đoàn Công binh 575, Lữ đoàn Phòng không 210, Lữ đoàn Thông tin 601, Quân khu 1, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Trung đoàn 852, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên năm 2023. Tại hội nghị đã cùng các đơn vị nhận quân thống nhất về số lượng, địa bàn, thời gian, chỉ tiêu, phương pháp, cách thức tuyển chọn công dân nhập ngũ. Thực hiện các bước tuyển quân đúng quy trình, hướng dẫn, tổ chức chặt chẽ, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu. Hiệp đồng chặt chẽ với đơn vị nhận quân để thống nhất số lượng, địa bàn, thời gian, phương pháp và cách thức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Niêm yết công khai danh sách những công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đúng thời gian quy định. Phát lệnh gọi nhập ngũ cho các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đúng thời gian quy định. Đối với công tác huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên dân quân dự bị, nắm chắc chất lượng nguồn dân quân dự bị của các huyện, thành phố. Dân quân dự bị trước khi tham gia huấn luyện phải được kiểm tra sức khỏe chặt chẽ, huấn luyện đầy đủ nội dung, thời gian và đạt chất lượng tốt. Tại hội nghị, đại diện đơn vị giao quân và nhận quân đã ký kết biên bản hiệp đồng công tác, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồn biên phòng Thị Hoa và đồn biên phòng Quang Long, huyện Hạ Lang vừa tổ chức hội nghị triển khai dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường năm 2022. Thực hiện dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường giai đoạn năm 2021-2030, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Hai đồn biên phòng phối hợp rà soát lựa chọn mỗi đồn 12 cháu có học lực khá và giỏi, gia đình thuộc diện hộ nghèo để hỗ trợ, chủ động tuyên truyền giải thích để gia đình nắm được chủ trương, biện pháp thực hiện cũng như quyền và nghĩa vụ của các cháu khi được chọn tham gia dự án, chủ động tiếp nhận nguồn kinh phí thực hiện dự án theo phân bổ của cấp trên, lựa chọn hình thức,
biện pháp hỗ trợ lần đầu đảm bảo thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa nhất. Nhân dịp này, Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo hai đồn biên phòng đã tặng chăn ấm, đồ dùng học tập và trao kinh phí hỗ trợ tiền ăn mỗi em 2,4 triệu đồng cho 24 em học sinh trên địa bàn xã Thị Hoa và xã Quang Long với tổng số tiền trên 57 triệu đồng. Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo đồn biên phòng trao quà, trao học bổng cho 3 em học sinh thuộc chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Lạc phối hợp với trường tiểu học thị trấn tổ chức buổi ngoại khóa với chủ đề Cháu yêu chú bộ đội. Tại buổi ngoại khóa, các cháu học sinh đã được nghe cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự ôn lại lịch sử ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, tham quan đội hình tập thể dục và 16 động tác võ, tham quan và tham quan khuôn viên xung quanh đơn vị, tham quan khu làm việc, nơi ở, nhà ăn của Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Thông qua buổi ngoại khóa giúp các em nâng cao nhận thức và phát huy truyền thống vẻ vang của quân đội, đồng thời hiểu thêm về một số hoạt động cuộc sống sinh hoạt của các chú bộ đội, giúp các em có ý thức học tập, rèn luyện để trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Theo số liệu mới nhất của Bộ Công Thương, thì tổng bán lẻ hàng hóa trên môi trường mạng của năm 2021 đạt từ 13,5 đến 13,7 tỷ USD. Dự báo năm nay, thị phần bán lẻ trực tuyến là 16,5 tỷ USD và đến năm 2025 là 38 đến 39 tỷ USD. Xu thế mua hàng của người dân đang có sự thay đổi nhanh chóng trong 2 đến 3 năm gần đây và cả những năm tiếp theo với bất cứ mặt hàng nào, kéo theo dịch vụ hậu cần, chuyển phát triển mạnh. Nhiều công ty chuyển phát lớn có doanh thu từ đây chiếm tới 90 đến 95%. Cùng với mức tăng nhanh là diễn biến phức tạp khó kiểm soát hơn trên thị trường mạng. Theo Bộ Công Thương, mỗi năm có khoảng 1.500 đơn khiếu nại từ doanh nghiệp, người tiêu dùng về hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng giao dịch trên mạng. Riêng năm 2021, hơn 3.000 vụ việc bị lực lượng chức năng phát hiện với 14.000 sản phẩm vi phạm. Theo các chuyên gia cho biết, hành vi buôn bán hàng giả nói chung và buôn bán hàng giả qua mạng Internet nói riêng đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất mức độ của hành vi mà các đối tượng buôn bán hàng giả sẽ bị xử phạt hành chính hoặc hình sự. Ngày 16 tháng 12, Cơ quan Logistics Quốc gia Indonesia thông báo đã nhận 5.000 tấn gạo nhập khẩu từ Việt Nam. Lô gạo trên nằm trong kế hoạch 200.000 tấn gạo mà Indonesia đặt mục tiêu nhập khẩu vào cuối năm 2022. Tổng cộng nước này đã lên kế hoạch nhập khẩu 500.000 tấn gạo cho đến tháng 2 năm 2023. Ngoài Việt Nam, Indonesia, một trong những quốc gia tiêu thụ gạo lớn nhất thế giới, cũng sẽ nhập khẩu gạo từ các nước như Thái Lan, Pakistan và Myanmar để lấp đầy kho gạo dự trữ trong nước. Indonesia nhập khẩu gạo vì tháng 1 và tháng 2 năm 2023 không phải là thời điểm thu hoạch, trong khi nhu cầu về gạo thường tăng vào cuối năm, từ mức 30.000 tấn một tháng lên 170.000 tấn một tháng. Kho gạo dự trữ của chính phủ không đủ để đáp ứng nhu cầu này. Trước đó, ngày 15 tháng 12, Cơ quan Lương thực Quốc gia Indonesia cho biết các loại lương thực thực phẩm chủ chốt ở nước này như gạo, đậu nành và thịt bò đã tăng giá trong thời gian qua. Giá gạo đã tăng khoảng 0,62% đến 0,78% mỗi kg. Cơ quan này cũng cảnh báo rằng nếu không có nguồn cung bổ sung, lượng gạo dự trữ của nước này có thể sụt giảm nghiêm trọng và kéo theo một cuộc khủng hoảng lương thực. Năm 2022, thiệt hại do virus máy tính gây ra đối với người dùng Việt Nam ở mức 21,2 nghìn tỷ, tương đương 883 triệu USD. Lần đầu tiên sau hơn 10 năm, BKAV thực hiện thống kê con số thiệt hại ghi nhận giảm so với các năm trước đó. Đây là kết quả từ chương trình đánh giá an ninh mạng dành cho người sử dụng cá nhân do tập đoàn BKAV thực hiện tháng 12 năm 2022. Trên phạm vi toàn cầu, tội phạm mạng gây thiệt hại lớn tới hơn 1.000 tỷ USD mỗi năm, tương đương 1,18% GDP toàn cầu. Mức thiệt hại 883 triệu USD, tương đương 0,24% GDP của Việt Nam, thuộc nhóm thấp so với thế giới. Cùng với đó, Việt Nam tăng 25 bậc về chỉ số an toàn an ninh mạng GCI, cho thấy nỗ lực của chính phủ và giới an ninh mạng trong nước. Tuy nhiên, bức tranh toàn cảnh an ninh mạng năm 2022 tại Việt Nam vẫn còn những điểm nóng đáng quan ngại.
Trong dịp Tết Dương lịch năm 2023, ngoài các đôi tàu đã mở bán vé như tàu SE1/2, SE3/4, SE5/5, SE7/8, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, SE21/22, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, SQN1/2, Thành phố Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, SNT1/2, SNT3/4, Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, SPT1/2, Thành phố Hồ Chí Minh, Phan Thiết. Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn sẽ nối thêm toa xe và tổ chức chạy thêm tàu SPT4 Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết ngày 31 tháng 12, tàu SPT3 Phan Thiết đi Sài Gòn ngày 2 tháng 1 năm 2023. Đối với dịp Tết âm lịch, công ty này cũng tổ chức chạy thêm 15 đoàn tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Tam Kỳ, Đà Nẵng, Huế và ngược lại trong các ngày nghỉ Tết. Từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 1 năm 2023, tức ngày 29 tháng Chạp đến ngày 4 tháng Giêng âm lịch, số lượng này tương đương khoảng 7.500 chỗ. Đường sắt vẫn áp dụng các chính sách ưu đãi giảm giá trên các đoàn tàu này, như giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, đoàn viên công đoàn, hành khách có thẻ khách hàng, giảm 5% giá vé lượt về cho khách mua vé khứ hồi, đặc biệt là sinh viên, được giảm 20% giá vé. Thống kê đến thời điểm này, vé tàu Tết Quý Mão còn khoảng 50.000 chỗ. Để đảm bảo quyền lợi của hành khách trong việc mua vé đi tàu, ngành đường sắt khuyến cáo hành khách không mua vé qua các đối tượng trung gian co mồi chợ đen. Mạo danh nhân viên đường sắt mà chỉ mua vé qua website của ngành đường sắt www.jsvn.vn, vétàu.com.vn, mua trực tiếp tại các cửa bán vé của các ga hoặc tại các đại lý bán vé của ngành đường sắt Việt Nam, mua qua các ứng dụng điện tử để tránh tình trạng mua phải vé giả, vé không đúng thông tin, vé bị cạo sửa giá vé, ngày đi tàu không có giá trị đi tàu. Hành khách khi mua vé và đi tàu cần mang theo giấy tờ tùy thân được pháp luật công nhận, bản chính và có thông tin trùng khớp với thẻ lên tàu. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị ngành y tế và công an phối hợp xử lý các vụ việc để đảm bảo sức khỏe người dân. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn đã và đang nảy sinh những hoạt động phức tạp như trộm cắp, co khám chữa bệnh, hành hung nhân viên y tế. Đặc biệt, một thách thức là nạn giả danh cơ sở khám chữa bệnh, hoạt động không phép. Những cơ sở này có hành vi vẽ bệnh moi tiền của người dân gây bức xúc dư luận. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị trong thời gian tới, hai đơn vị y tế và công an cần phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, xử lý các cơ sở thẩm mỹ trái phép, các cơ sở có yếu tố nước ngoài không đủ điều kiện để đảm bảo sự an toàn, sức khỏe cho người dân. Chuyển sang tin quốc tế, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo sẽ tăng cường kiểm soát và ngăn ngừa dịch COVID-19 ở khu vực nông thôn. Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 tại Trung Quốc gia tăng sau khi nới lỏng các biện pháp phòng dịch và dự báo lưu lượng người đi lại gia tăng trong kỳ nghỉ năm mới 2023 và Tết Nguyên đán sắp tới. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc kêu gọi tăng cường dự trữ những loại thuốc thiết yếu và các bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà ở khu vực nông thôn, yêu cầu đảm bảo lực lượng nhân viên của các cơ sở y tế và chăm sóc sức khỏe ở nông thôn, tăng cường tuyển dụng nhân viên thời vụ, thậm chí có thể huy động cả những nhân viên y tế nghỉ hưu trong 5 năm gần đây. Các địa phương được yêu cầu phải quan tâm tới nhân viên y tế và lực lượng công tác tại tuyến đầu ở nông thôn, trong đó có việc tăng cường cung cấp và đảm bảo các thiết bị bảo hộ, vật tư khử trùng, cũng như thực hiện việc sắp xếp trực luân phiên, khoa học, có chế độ nghỉ bù, tránh làm việc liên tục trong thời gian dài và tích cực cải thiện điều kiện sống và môi trường làm việc cho lực lượng này. Ngoài ra, Trung Quốc cũng sẽ tăng cường tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân nông thôn, đặc biệt là nhóm người cao tuổi. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.